Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và mẹ Maria. Cẩm Yến xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt của chúng tôi về cha Ricardo Antonio Cortes, giám đốc đại chủng viện Thánh Oscar Anufo Romero của giáo phận Zacatecoluca, nước El Salvador, bị ám sát. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong một tuyên bố được công bố vào ngày thứ Sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020 và được phát đi bằng video, Đức cha Elias Samuel Bolanos Avella đã loan báo về cái chết thương tâm của cha Ricardo Antonio Cortes, giám đốc đại chủng viện Thánh Oscar Anufo Romero của giáo phận Zacatecoluca. Ngài cho hay các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân thương tiếc về cái chết của cha. Lên án cái chết, Đức cha khẳng khái nói: "Chúng tôi lên án và kết tội vụ ám sát đê hèn mà cha ấy phải gánh chịu." Đức giám mục mô tả cha Cortes là người tốt lành, luôn niềm nở và tận tụy với đàn chiên của mình, cũng như chăm lo việc đào tạo và giáo dục các chúng sinh và các tín hữu mà Ngài được mời gọi phục vụ. Đức cha cho hay, cái chết không đúng lúc và tàn bạo của Ngài không thể giải thích được. Đổ máu người vô tội, Đức cha nói, máu vô tội với các linh mục tốt lành một lần nữa thấm gội mảnh đất El Salvador. Cũng vào thời điểm này, hàng năm là dịp lễ kỷ niệm 40 năm ngày tử đạo của Thánh Oscar Anufo Romero. Ông Cosme Spesotoy và bốn nữ tu bị bắn ở Bắc Mỹ. Một lần nữa, giáo phận của chúng ta lại chứng kiến máu vô tội của một mục tử tốt lành tận tụy với đàn chiên bị tuôn đổ. Đức cha Avella cảm ơn các bác sĩ pháp y và bộ trưởng tư pháp đã và đang quyết tâm thực hiện một cuộc điều tra tội phạm về cái chết của cha Cortes. Tang lễ, thi hài của cha Cortes được đưa về nhà thờ Zacatecoluca vào lúc nửa đêm. Đức cha Avella đã thân mời hội đồng giám mục, các giáo sĩ trong giáo phận, các giáo sĩ và tu sĩ khắp nơi về tham dự thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020 theo giờ địa phương. Cha ấy sẽ được chôn cất vào lúc 11 giờ ngày Chủ nhật, 9 tháng 8, 2020, với sự hiện diện của các thành viên của gia đình và thân thuộc của cha. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.